Quý vị và các bạn thân mến, không biết là chế độ dinh dưỡng của những diễn viên hay người mẫu như thế nào mà trong họ luôn có một vóc dáng cân đối. Đây sẽ là một bí quyết mà Minh Toàn sẽ giới thiệu đến tất cả quý vị một nhân vật chia sẻ những điều này. Xin được giới thiệu đến tất cả quý vị người mẫu diễn viên Quỳnh Trang. Vâng ạ, xin được chào Minh Toàn và chào tất cả quý vị khán giả. Nếu mà nói là bí quyết hay là cách gì đó thì nghe nó cũng hơi ghê quá. Thật ra thì đối với các bạn người mẫu giống như là Quỳnh Trang thì thường mọi người có chế độ tập luyện, thể thao và quan trọng nhất là ăn uống thì không có ăn quá nhiều tinh bột mà ăn nhiều cá và không có ăn nhiều mỡ. Và đặc biệt nhất đó chính là rất là thích ăn trái cây và uống các loại nước ép. Minh Toàn thấy là hôm nay Quỳnh Trang mang đến phim trường cho Minh Toàn rất là nhiều những loại trái cây như thế này. Không biết là hôm nay Quỳnh Trang sẽ giới thiệu những thức uống nào đây? Vâng ạ, như quý vị cũng đã thấy là hôm nay Quỳnh Trang mang đến phim trường cam. Và hôm nay Quỳnh Trang sẽ giới thiệu tất cả quý vị cũng như là anh Minh Toàn ba loại nước ép. Nhưng mà tất cả đều làm từ cam thôi. Vừa để đổi món mà lại vừa tốt cho sức khỏe nữa. Ba món đó là gì hả Quỳnh Trang? Đầu tiên sẽ là nước ép cam với dứa. Và tiếp theo là nước ép cam với cà rốt. Và cuối cùng là nước ép cam với táo. À, như vậy thì không biết là nguyên liệu của chúng ta để làm những món này là gì? Chúng ta sẽ cần cam sành, táo, dứa và cà rốt, nước đường, đá. Tiện đây thì Quỳnh Trang cũng muốn nói đến tất cả quý vị là cam là một cái loại trái cây mang đến cho chúng ta rất là nhiều vitamin C. Dứa thì là một cái loại quả rất là lợi cho đường tiêu hóa và có thể làm liền những cái vết thương nhỏ. Còn táo thì không biết là tất cả quý vị có nghe thấy chưa là mỗi ngày chúng ta chỉ cần ăn một quả táo thì có thể phòng được rất là nhiều loại bệnh. Và cuối cùng là cà rốt. Cà rốt là một loại rau củ có màu đỏ và như quý vị cũng đã biết thì loại rau củ này sẽ rất là tốt cho máu và là một cái chất chống oxy hóa rất là hữu hiệu. Với những chia sẻ vừa rồi từ Quỳnh Trang thì không chỉ là những loại thức uống này làm đẹp cho làn da và cũng như là cơ thể đâu, mà còn là những loại thức uống giảm cân một cách rất là hiệu quả đây. Anh Toàn, bây giờ mình có 3 loại nước ép thì anh nghĩ là mình nên làm loại nào trước? Nước ép Toàn sẽ nghĩ là nước ép cam với lại thơm đầu tiên đi ha. Dạ, bởi vì táo thì bình thường là chúng ta ép xong phải uống dùng ngay. Nếu như mà chúng ta để lâu quá thì táo nó ưa bị sậm màu xuống và chuyển sang màu đen. Vâng ạ, anh Toàn vừa nói rất là đúng luôn. Khi mà tất cả quý vị và các bạn chúng ta làm các loại nước ép thì chúng ta phải dùng ngay. Bởi vì ở nhiệt độ bình thường như vậy thôi thì các loại nước ép khi mà chúng ta vừa mới ép ra nó sẽ bị mất rất là nhiều các cái vi chất cũng như là các cái sinh tố ở trong nước ép. Đầu tiên thì có lẽ là Quỳnh Trang sẽ nhờ anh Minh Toàn bắt cam dùng Quỳnh Trang. Còn Quỳnh Trang sẽ làm cái phần dứa. Dứa quý vị và các bạn bỏ vỏ, bỏ mắt. Sau đó là chúng ta bỏ cái phần lõi này rồi thái miếng. Và để tiết kiệm thời gian thì Quỳnh Trang sẽ cắt sẵn hết tất cả các loại trái cây. Và sau đó sẽ nhờ anh Minh Toàn ép lấy nước dùng Quỳnh Trang. Như quý vị cũng đã thấy là Quỳnh Trang sẽ cắt miếng dứa thành từng miếng nhỏ. Còn cà rốt thì chúng ta chỉ cần cắt thành đôi. Táo sau khi mà rửa sạch thì cũng cắt làm 4. Rồi bây giờ thì Toàn ép những loại nước trái cây này ha Trang ha. Đầu tiên sẽ là món ép thơm. Vì hôm nay là chúng ta sẽ làm 3 loại nước ép cùng với lại cam. Do đó là có lẽ là Quỳnh Trang sẽ nhờ anh Minh Toàn ép luôn dùng Quỳnh Trang cà rốt. Đáng lẽ là sau khi mà mỗi lần mà chúng ta ép trái cây xong thì chúng ta nên rửa sạch máy và ép một loại trái cây khác. Nhưng mà bởi vì hôm nay chúng ta cùng làm một loại hương vị là cam. Và tất cả các món đồ trái cây ở đây đều có cùng vị chua giống như là cam. Cho nên là chúng ta có thể ép luôn một lần để đỡ mất công và đỡ tốn thời gian hơn. Rồi bây giờ Toàn sẽ ép cà rốt nha. Riêng với lại táo thì chúng ta để nguyên vỏ bởi vì vỏ táo chứa rất là nhiều chất dinh dưỡng và chúng ta không nên bỏ vì như vậy rất là phí. Chúng ta chỉ bổ táo làm tư và sau đó là bỏ phần ruột này đi. Và trong lúc mà anh Minh Toàn giúp Quỳnh Trang ép táo thì Quỳnh Trang cũng chia sẻ với tất cả quý vị một cái bí quyết riêng. Đối với tất cả các loại nước ép này thì thường là chúng ta có thể dùng đường nhưng mà nó sẽ khó tan hơn. Chính vì vậy mà chúng ta nên hòa trước đường với nước
để mà dễ hòa tan vào trong các loại nước ép và để có một cái hương vị mà dễ uống hơn. Và quan trọng nhất là khi mà chúng ta làm cái nước đường này thì các bạn nên cho một ít nước cốt chanh vào. Như vậy thì sẽ giữ được nước đường không có bị cô đặc lại. Và như vậy cái món đồ uống của chúng ta cũng sẽ có mùi vị rất là thơm của vị chanh. Một bí quyết rất là hay phải không nào? Đặc biệt là khi chúng ta bỏ vào tủ lạnh nữa. Anh Minh Toàn, em thấy là anh rất là chuyên nghiệp trong cái chuyện mà ép trái cây này. Chắc là ở nhà anh cũng hay sử dụng, hay uống các loại nước ép đúng không? Đúng rồi, ở nhà Toàn rất là hay uống nước ép trái cây. Bởi vì nó rất là tốt cho sức khỏe. Wow, ba màu rất là đẹp. Và cuối cùng chắc có lẽ là chúng ta sẽ cho nước cam vào. Tỷ lệ gia giảm như thế nào chắc có lẽ là nhờ Quỳnh Trang ha. Bây giờ thì Quỳnh Trang sẽ cho nước cam vào từng loại nước ép. Nhưng mà trong lúc mà Quỳnh Trang pha vậy á, thì nhờ anh Toàn giúp Quỳnh Trang trang trí ly làm sao cho ba món nước ép của chúng ta thật là đẹp, thật là bắt mắt nha. Rồi, Toàn đồng ý. Quỳnh Trang cảm ơn anh Toàn rất là nhiều. Như quý vị cũng đã thấy thì ba loại nước của chúng ta có màu rất là đẹp rồi. Nhưng mà riêng phần cà rốt chúng ta sẽ nhiều một chút, cho ép nhiều cà rốt một chút. Bởi vì trong ba loại này thì cà rốt là một cái loại trái cây dễ bị nước cam này ép mùi đi. Do đó là chúng ta cần phải có nhiều nước cà rốt và phần tỷ lệ nước cam sẽ ít lại một chút. Sau khi mà đã cho nước cam đều vào ba loại nước ép rồi thì chúng ta sẽ cho nước đường. Thì tùy khẩu vị của mỗi người thôi. Quý vị nào mà thích uống ngọt nhiều hoặc ngọt ít thì chúng ta sẽ gia giảm lượng nước đường tùy theo. Anh Toàn ơi, vậy bây giờ anh thích uống nhiều nước đường hay là ít nước đường? Bình thường thì Toàn uống nước ép trái cây thì không bao giờ cho đường vào. Bởi vì cũng mập quá đó, thành ra là cũng phải giữ dáng một tí xíu, không có cho nước đường nhiều. Anh Toàn ơi, anh đừng có lo cái chuyện mập. Mập thì chúng ta có thể tập thể dục được mà. Dạ đúng rồi. Toàn cũng đề co rồi. Cái này con bướm. Cà rốt. Tức là mỗi ly mình sẽ có một chủ đề đúng không ạ? Dạ. Cà rốt riêng. Còn cái này nước ép táo chúng ta sẽ cho một lát cam vào thôi. Vậy có nào? Hơi bị mất chủ đề táo của em không? Chúng ta sẽ còn cho thêm một tí nước đá vào nữa ha. Bởi vì chỉ có chúng ta chỉ có một trái táo để làm thành một ly nước ép dùng cho một lần. Và Trang đã dùng hết rồi. Thôi ạ, có lẽ là chúng ta sẽ cho một ít đá vào. Quý vị các bạn thân mến, bình thường nếu như mà chúng ta sử dụng đường mà chúng ta chưa có làm hòa tan sẵn á thì cần phải có muỗng để khuấy lên. Tuy nhiên mà tất cả quý vị sử dụng nước đường như thế này thì chúng ta không cần phải khuấy lên nữa. Điều này sẽ giúp cho chúng ta đỡ mất công đoạn mà không có bị một lớp đường đóng ở phía dưới của ly nước trái ép trái cây mà chúng ta vẫn thường hay uống. Bây giờ thì Toàn sẽ thử món ép cam và thơm ha. Dạ. Rất là thơm, đúng nghĩa của từ thơm luôn. Cái mùi của cam với lại thơm nó hòa quyện với nhau. Và tin chắc là cái món thức uống này cũng rất là nhiều người đã dùng qua rồi. Dạ vâng, có lẽ là Quỳnh Trang sẽ thử món táo với lại nước ép cam. Rồi, muỗng của Trang đây. Rất là thơm mùi cam và vẫn có cái vị ngọt của táo. Quỳnh Trang tin chắc là với ba món uống có màu sắc đẹp mắt cũng như là một cái vị ngon và dễ uống như vậy thì tất cả quý vị sẽ có thể về thử làm ở nhà và có thể giống như là anh Minh Toàn vừa mới nói là có một cái cách giảm cân hiệu quả nhờ vào tất cả các loại nước ép trái cây như vậy. Món uống này mà có ngon hay không là 50% nhờ Toàn, bởi vì Toàn ép món trái cây này ha. Cảm ơn Quỳnh Trang rất là nhiều. Thưa tất cả quý vị và các bạn, với những cái loại thức uống mà Quỳnh Trang giới thiệu cho chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, ba món bắt nguồn chính từ thức uống là cam cà rốt, cam thơm và cam táo, tin chắc là tất cả quý vị sẽ có những loại thức uống đầy đủ chất dinh dưỡng, vitamin nữa để làm đẹp da và đẹp dáng, đúng không Trang? Dạ vâng ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn Quỳnh Trang rất là nhiều đã tham gia chương trình. Còn bây giờ chúng tôi xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng thưởng thức một kỹ năng cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.